về mày kêu hết mực. Ôi, thấm chân tâm mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi đi vậy không đem chồng theo, để mong nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. Chồng hả? Xin lỗi nha. Dạ, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm vậy hơn. Bây giờ mời cô bước qua bên này. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ôi, xin lỗi, luật sư má má mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ sao? Mời vô cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ, dạ, em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, nhí nhảnh liền. Qua rồi. Anh ấy ơi, sẵn đây cho em hỏi anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh háp háp chỉ có lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ. Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số hả? 79, 80. Chưa thấy ai khôn dung gà này. Mấy tuổi mình so tâm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. Phải rồi. Nghe tuổi là biết trâu già phải gặm cỏ non. Ê kệ ông nội tao nghe mày. Tao còn gặp nấu không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường cho bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư tao mà. Thôi được rồi. Bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? Tôi với ổng quen á một chỗ rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thì chưa đâu. Trong tiệm bún mắm á. Bún mắm sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi cái gì có mùi này. Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bà ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Thì vô tình bà làm rớt một món đồ. À, đâu món đồ đi. Bà ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống ba lụm. Dạ. Mình đàn ông mình gã ra mà gã lăng mà. Ừ. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa, Hồng Kông mà sao? Nắm tay đó yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc là yêu à. Để là ví dụ ta coi nha. Ví dụ như là đây là cuốn sổ. Anh làm đế xuất. Em cuốn xuống lượng đi. Rồi anh cũng cuốn xuống lượng. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ này chảy máu nè. Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày có hốt mày nghe. Tao chưa ly dị mà mày chê vợ tao là sao? Là thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ sao? Bây giờ sau đó thì sau bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mặn đám cưới. Trời ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao? Mày học cái luật sư mà có cái già chết này cũng không hiểu hả?